Việt Nam Airlines cho biết sẽ có tổng cộng 3 chuyến bay đặc biệt bay thẳng sang Thường Châu, Trung Quốc. Trong đó có 2 chuyến bay xuất phát từ Hà Nội và 1 chuyến bay xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ các cổ động viên sang tiếp lửa cho đội tuyển nước nhà. Các chuyến bay này khởi hành vào sáng sớm 27 tháng 1 và trở về Việt Nam trong tối cùng ngày. Ngoài ra, người hâm mộ có thể mua vé máy bay tới thành phố Thượng Hải, cách địa điểm diễn ra trận đấu chung kết hơn 100 km, rồi di chuyển bằng ô tô hoặc tàu cao tốc tới Thường Châu. Tuy nhiên, vé máy bay đến Thượng Hải cũng đã kín chỗ. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, nhiều công ty du lịch đã nhanh chóng đứng lên tổ chức tour du lịch kết hợp cổ vũ bóng đá để phục vụ người hâm mộ. Bởi thời gian quá gấp rút nên chi phí dành cho việc xin visa Trung Quốc cũng như mua vé máy bay hay các dịch vụ khác đều bị đội giá lên khá cao. Các tour này được giao bán với mức giá dao động từ 12 đến 14 triệu đồng một người chọn gói. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều công ty đã ngừng nhận khách.